Sáng nay ở Cần Thơ trời đã ít mây, không biết là chiều nay có nắng chói và nóng hơn không chị Hồng Quyên? Dạ, xin chào chị Miến Ngọc cùng với quý vị khán giả. Cần Thơ vẫn sẽ nóng nhiều, chiều tối mới mát nhanh do có xuất hiện những cơn mưa trái mùa và trong cơn mưa đề phòng xảy ra sấm sét. Dự báo trong khoảng 2 đến 3 tiếng nữa là lúc mà nhiệt độ cao nhất trong ngày 33 độ. Đi kèm với nắng mạnh sẽ là chỉ số tia cực tím cũng cao ở mức 8, gây nguy hại cho da và cho mắt. Một mẹo nhỏ để giúp quý vị biết được mức độ tiếp xúc với tia cực tím đó là chúng ta hãy tìm kiếm bóng của chính mình. Hiểu đơn giản là khi mà bóng càng nắng thì đó là lúc mà mức độ tiếp xúc với chỉ số tia UV càng cao. Lúc này thì quý vị nên tranh thủ tìm kiếm bóng râm và bảo vệ da và mắt. Còn vào sáng sớm và chiều muộn là khi mà bóng của quý vị sẽ đổ dài hơn, khả năng sẽ tiếp xúc với tia cực tím sẽ thấp hơn. Dự báo không chỉ có Cần Thơ mà một số nơi khác của đồng bằng sông Cửu Long trong trưa và chiều nay thì cũng sẽ nắng nhiều. Nhiệt độ phổ biến là từ 32 đến 34 độ, trời nóng. Về chiều và tối thì khả năng có thể xuất hiện mưa trái mùa ở một vài nơi. Trong cơn dông đi kèm với lốc sét. Ở miền Đông Nam Bộ trưa và chiều nay thì diện nắng nóng cũng đã thu hẹp, chỉ còn ở Biên Hòa, Đồng Phú và Tây Ninh. Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, 34 độ, trời nóng. Chỉ riêng có thành phố Vũng Tàu, thời tiết khá dễ chịu với mức nhiệt 31 độ. Thành phố biển Phú Quốc có nắng nhưng mà nhờ có gió biển thổi đều cho nên sẽ giúp cho quý vị cảm giác phần nào bớt nóng hơn. Dự báo nhiệt độ trưa nay chỉ khoảng 32 độ, chỉ số tia UV ở mức cao, mức 9, rất dễ bị cháy nắng khi mà ở ngoài trời vào lúc 11 giờ cho tới 14 giờ. Sóng gió trên biển thì cũng êm ả. Dự báo vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang, trời có nắng và gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió cấp 3, cấp 4, trời có nắng và ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.